mua xe đời cao thì bảo là các showroom ngáo giá quá. Xe thì mua từ thời Ngô Quyền đóng cọc trên sông Bạch Đằng, giờ bán giá như xe mới. Còn chung tầm tiền đó mà mua xe có phân khúc thấp hơn thì mấy anh lại, ôi, những xe cỡ đó thì đi làm cái gì? Nói thiệt với anh em luôn á, nếu bây giờ mà xe chất lượng cao, nhiều option, kích thước thì thoải mái, nhưng mà tầm tiền thì ngang một chiếc Kia Morning thì... Không có đâu. Thì nhân đây thì Đình Khởi cũng giới thiệu với anh em một chiếc đã trải qua 13 năm rồi. Cái này thì không có phải là quảng cáo gì đâu nha. Coi thử sau 13 năm thì chiếc Hyundai Santa Fe này nó còn là gì. Và chiếc xe này là chiếc xe nhập khẩu từ Hàn Quốc. Để xem thử nó có những option gì và chất lượng xe của nó như thế nào sau 13 năm. Xe này thì có biển số là thành phố Hồ Chí Minh. Cho nên là ai mà có hộ khẩu ở thành phố Hồ Chí Minh thì tiết kiệm được 20 triệu. Về ngoại thất thì xe này trong giấy tờ để là màu ghi vàng. Thì nó đúng là có màu ghi vàng á. Nếu mà nhìn qua hình ảnh thì một số anh em sẽ nhìn ra là màu bạc đúng không? Nhưng mà nó là màu ghi vàng nha. Về hệ thống đèn. Đèn thì Santa Fe thì đèn này thời này cũng đã hiện đại rồi, có rosetta rồi. Độ trong sáng thì còn nha. Nếu mà nói là trong sáng như xe mới luôn thì gọi là bốc phét rồi đó. Nhưng mà còn sáng. Hơi mờ tí nhưng mà cái này đánh 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 ra được bình thường. Và đời này thì có cả trang bị rửa đèn nha. Đấy, xe nhập khẩu nguyên chiếc Hàn Quốc thì option nó miên man. Phía trước thì có bốn cảm biến này. Đấy. Còn về đèn gầm thì halogen thôi. Hơi mờ một tí nhưng mà đảm bảo là vẫn có độ sáng ổn định. Thứ hai nữa là đèn halogen thì nó tăng được độ bám đường. Qua bên hông về cái phần la răng. La răng thì theo Khởi, cái đánh giá cá nhân của Khởi thì cái la răng này chất lượng ổn, tốt. Độ xước thì có chứ không phải là không có, nhưng mà nó cũng không quá nhiều đâu. Còn lốp mà nếu mà bây giờ nói là lốp zin nguyên Thử bản đánh thì con này chứ phải tôi đấm cho mấy nhát rồi, nói lốp thật. này được thay rồi. Chất lượng lốp thì tốt. Lốp này có thương hiệu mà. Anh em nhìn thương hiệu lốp thôi là tự biết ha. Sành xe là tự biết. Mình không quảng cáo lốp xe đâu. Gương thì tất nhiên rồi, xe hàng mà. Chỉnh điện, gập điện và tích hợp đèn báo rẽ trên xe này. Riêng chiếc xe này thì được trang bị thêm phim cách nhiệt. Lại phim này là chất lượng tốt nè. Bên ngoài nhìn vô ấy thì là tối, nhưng bên trong nhìn ra nha, sáng nha, rõ và chống tia UV là tốt. Ra phía sau xe ha. Xe này thì được lắp thêm cái cản sâu. Thì nhìn thì cũng thể thao đấy. Đây là phiên bản SLX nha, có cả tên ở phía sau. Về cái phần đèn sau của chiếc xe này thì đèn sau là dạng halogen, nhưng mà độ sáng còn ổn. Nước sơn sâu thì vẫn còn đẹp, không có bị ố hay là cũng không có dấu sơn lại nhiều. Tất nhiên rồi, Santa Fe thì phải có camera lùi, cảm biến lùi rồi. Mở cốp nha. Hàng ghế thứ ba thì ở đây nha, có hàng ghế thứ ba nha. Do Khởi gặp xuống thôi, chỉ có hàng ghế thứ ba ở đây. Thì lát nữa thì Khởi sẽ mở luôn hàng ghế thứ ba, ngồi thử vào cho anh em xem nha. Hàng ghế thứ ba này thì lát nữa đi, mình sẽ giới thiệu về phần nội thất. Đời này thì chưa có cung cấp điện. Ngồi thử hàng ghế sau luôn, chơi luôn đi cho nó máu đi. Đây, gặp hàng ghế trước. Rồi, nói chung thì tại kích thước của Khởi nó cũng hơi bị tích cực một tí. Cao trên 1m8 cho nên là hàng ghế thứ ba này thì đối với người trên 1m8 thì anh em biết rồi. Chặt. Và cái này thì hợp cho trẻ em hoặc là người cỡ 1m6 đổ lại nha. Chứ còn nếu mà nói người 1m8 thì vẫn ngồi được, nhưng mà đi cỡ tầm vài chục cây số thôi.
chứ không thì xuống thì tay chân nó cứng ngắc à. Rồi thử qua thằng ghế thứ hai nha. Rồi hàng ghế thứ hai, độ ngã ghế tốt nha. Nếu mà đi 5 người thì độ ngã ghế gì rất là tốt luôn ấy, ngủ luôn được. Và chất liệu ghế da sau 13 năm, nếu mà nó đẹp quảng cáo như nguyên bản thì gọi là bốc phát. Nhưng mà tất nhiên rồi, phải có nhầu, có nếp gấp. Nhưng mà anh em quay cận giúp em ha. Đây, chất liệu này, coi. Chất liệu da vẫn ổn nha, mềm. Đấy, chất liệu da như thế này thì chấp nhận được. Rồi, anh này thì có cửa sổ trời để lên cái khoang lái đi. Rồi, mở cửa khoang lái. Rồi, anh em nhìn giúp em nha. Đây, đây là có nhớ ghế hai vị trí này. Chỉnh gương, gương tất nhiên rồi, chỉnh điện gập điện rồi. Kính tài xế thì auto một chạm. Rồi, bước vào bên này. Để coi. Đầu tiên là về những cái tính năng an toàn, cân bằng điện tử này. Rồi, chỉnh góc đèn này. Cảm biến trước sau đều có hết. Trên vô lăng thì tích hợp đầy đủ nút bấm. Có cả cruise control đây này rồi. Còi to mà. Rồi, để máy thử nha. Đây là động cơ dầu 2.0. Đây nhập Hàn Quốc cho nên là cái chữ thông báo ở trong này là chữ Hàn luôn nha. Đấy. Rồi. Trên cái gương chiếu hậu này thì có chống chói đây nè, kết hợp la bàn, có định hướng la bàn nữa. Rồi cái màn hình này thì có lẽ là được đồ lại Android rồi. Điều hòa thì tự động hai vùng độc lập nha. Đấy. Có sấy ghế. Đấy, phiên bản này đã có sấy ghế rồi nha. Sấy hai hàng ghế trước nè. Đấy. Rồi. Phía sau này thì được chắc là đồ thêm rồi. Đầu USB. Coi thử cái thân tách lô nó che rồi, nhưng mà chất liệu nhựa thì còn ổn. Rồi chiếc này đã có đèn tự động rồi nè. Gạt mưa thì chưa tự động. Mình thử nghe động cơ nha. Nói chung là nếu mà xe mà sau 10 năm thì anh em nghi ngại về động cơ rất là nhiều rồi. Nhưng mà chia sẻ thật luôn anh em. Thực tế nếu mà anh em mà đi qua những cái công trường có những xe chở đất, chở cát, chở vật liệu, nếu mà những cái chiếc xe nào mà gọi là nó cũ, quá cũ rồi mà vẫn chạy được thì trong đó đa số là những chiếc của Hyundai động cơ dầu. Và chắc chắn rồi những anh mà đã từng chạy xe rồi thì biết động cơ dầu của Hyundai nó chất lượng như thế nào. Giờ mình nghe thử à. Đời này cốt không có cấp điện nhưng mà ti cabo thì có trợ lực rồi nha. Đấy. Đây, đây là động cơ dầu của Hyundai này. Động cơ này là 2.0 thôi. Nghe ổn. Và tất nhiên rồi, những chiếc xe này thì phải có cam kết chứ. Không đại tu về động cơ, hộp số, không đâm đụng, tai nạn, không thủy kích và không tua luôn cái đồng hồ Odo luôn. Rồi, và đây là chiếc Santa Fe máy dầu một cầu số tự động đời 2010. Odo thì đi được 132.000 km rồi. Nhưng mà chắc xe anh em mình xem lại một lần nữa nha. Đấy, ghế chỉnh điện này. Qua đây coi ghế phụ cũng chỉnh điện luôn, tôi nghi nghi lắm à. Đây, ghế phụ bên này cũng chỉnh điện luôn nha. Đấy. À đây đây đây, thêm một cái nữa. Thậm chí là Santa Fe lắp ráp ở Việt Nam mình chưa có luôn. Đó, nếu mà Santa Fe mà lắp ráp ở Việt Nam mới nhất phiên bản bây giờ là form 2021, đời 2021 thì chỉ có là sấy và sưởi ghế trước thôi, còn cái này có luôn cả ghế sau nha.
Đây có nút nè. Đấy. Ghế sau cũng có sấy có sưởi luôn. Đấy, đúng là xe nhập hàng mà. Đây là cổng 12V rồi, ai cũng biết. Rồi, lâu lâu có con xe hay hay vui vui, ta Khởi cũng muốn chia sẻ với tất cả bà con. Và bà con nhà mình ai đang có nhu cầu tìm kiếm hay trao đổi những chiếc ô tô đã qua sử dụng thì hãy liên hệ Đình Khởi qua số điện thoại 0933 965 961. Và Đình Khởi cũng rất mong nhận được những phản hồi tích cực từ đại gia đình để Đình Khởi có thêm động lực giới thiệu thêm những sản phẩm mới cũng như là hỗ trợ bà con về những thông tin ô tô, giúp cho bà con có thông tin, kiến thức và kinh nghiệm để chọn được những chiếc ô tô tốt phục vụ cho cuộc sống của mình. Xin cảm ơn đại gia đình rất là nhiều.